Đức Phật nhấn mạnh là ăn uống biết liễu tri, tức là biết liễu tri trong việc ăn uống. Ví dụ cái món nào mình biết ăn vào cơ thể mình không chịu thì sao? Dù ngon mình cũng ráng nhịn đừng ăn. Nhưng mà con người mình cứ ăn cho đã cái miệng trước rồi tính sau, rồi cái bụng nó có gì tính sau. Thì cho nên là cái đó Đức Phật mới nhắc là ăn uống biết liễu tri, không tự tại trong hành xứ, tức là phải tự tại trong cái vấn đề mà đi tiếp xúc với mọi cuộc sống này, là phải làm sao đừng đắm nhiễm. Nhắc tại vì vị tỳ kheo này đắm nhiễm mà, tức là món nào ngon, cái chỗ nào ngon thì muốn đi và muốn để dành. Dù ngon dở gì, chỗ này ngon ngày mai đi chỗ kia dở cũng phải đi, chứ còn không vì cái ngon mà chúng ta chấp vào đó. Cho nên quý vị mà lỡ bữa nào có đồ ăn dở mình cũng ăn tự tại, là ăn uống biết liễu tri. Quan trọng là gì? Mình phải biết giữ cái sức khỏe của mình, là cái gì đúng thì mình ăn, mà cái gì không có hại cho sức khỏe dù ngon thì chúng ta cũng phải ráng đừng có ăn vào để nó hại sức khỏe của mình. Kỳ trước hướng dẫn quý vị 4 loại thức ăn mà quý vị có còn nhớ không? Hay là không biết là nói chưa? Đoàn thực, xúc thực, rồi gì nữa? Tư niệm thực, rồi thức thực. Đoàn thực là gì quý vị còn nhớ không? Cái từ đoàn á, tức là giống như vắt, nắm, là có thể nắm vắt được và dùng đưa vào miệng nhai, thì cái đó gọi là đoàn thực. Tức là biết liễu tri là mình biết đưa vào cái miệng mình những cái món gì ngon. Giống hôm nay món nào ngon thì mình ăn, còn món nào mà nó có hại cho sức khỏe, mình biết sức khỏe mình không đúng, không được thì quý vị đừng ăn. Chè ngon lắm nhưng mà mình ăn nhiều thì sao? Tiểu đường, thì cho nên ráng nhịn ăn vừa vừa thôi. Chứ còn quý vị nói ngon là cái ăn nhiều là hại sức khỏe. Cái quan trọng thứ hai là cái tư niệm thực, xúc thực. Xúc thực là gì quý vị? Những cái tiếp xúc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Quý vị thấy một đứa trẻ mà nó lớn lên bằng cái tiếp xúc với một cái tình thương của cha mẹ, anh chị, bạn bè xung quanh, những người thân xung quanh. Đứa trẻ nó lớn lên quý vị biết là nó đầy tình thương. Còn những đứa mà lớn lên không có tình thương, sống mà bị trong cái lớn lên bằng những cái sự dày vò áp bức á, thì giống như mình dùng cái từ là trái tim nó bị gì? Bị tổn thương. Thì nó sống, cái tính cách nó cũng giống như vậy. Thì mình cũng vậy, mình người lớn cũng vậy quý vị. Quý vị mà tiếp xúc nhiều với môi trường lành thì con người mình sẽ lành xuống. Mà quý vị nếu mà tụ họp cứ bạn bè để gặp nhau làm gì? Cuối tuần là gặp nhau gì? Nhậu, rồi hát karaoke, tán gẫu. Tiếp xúc cái đó nhiều là quý vị chỉ có những cái thực phẩm đó thôi. Cho nên cái xúc thực rất quan trọng. Cho nên Đức Phật nhắc là mình phải đưa cái xúc thực gì, những cái gì tốt vào. Hằng ngày quý vị đã đi làm, quý vị tiếp xúc với bao nhiêu rồi? Hơn thua tranh chấp. Quý vị làm bất cứ ở đâu cũng có hơn thua tranh chấp hết. Rồi nhất là quý vị gặp những người, cho dù quý vị có làm sếp đi nữa mà gặp những cái người gì, nhân viên của quý vị họ cứng đầu, họ khó chịu, khó khăn thì quý vị cũng mệt mỏi. Tiếp xúc với cái đó nhiều rồi thì quý vị phải tạo thêm cái môi trường nào để mình tiếp xúc gì, để mình gột rửa bớt những cái phiền toái đó đi. Tại vì cả nhiều khi từ thứ hai tới thứ sáu mình đã đi làm với công việc rồi, thì ít nhất còn lại ngày cuối tuần quý vị cũng tiếp xúc với Pháp. Cho nên là trong nhà Phật hay nói cái câu là uống sữa Pháp. Tức là cái gì? Tức là mình ăn, mà ăn thì mình ăn những cái chất liệu Pháp, ăn Pháp rồi uống sữa Pháp. Thì cái đó là quý vị sẽ được cái tâm mình rất là thuần. Cho nên quý vị thấy mà càng ngày mà mình thấy mình càng tươi tỉnh ra là mình biết mình tiếp xúc, xúc thực tốt. Còn nếu mình xúc thực không tốt là tự nhiên mình dễ câu có, nổi giận, dễ giận dữ. Thì cái xúc thực rất quan trọng quý vị. Thì quý vị nuôi con mình cũng biết rồi đúng không? Mà nó lớn lên bằng những cái tình cảm không tốt, nó sẽ hướng theo hướng bất chánh liền. Thì cái thứ ba là tư niệm thực. Tư niệm thực là sao quý vị? Tư là tư duy, niệm là suy nghĩ. Khi quý vị tiếp xúc những cái gì đó nó không tốt rồi mình cứ tư duy, mình cứ suy nghĩ hoài. Mà mình ôm cái đó hoài nó trở thành cái thực phẩm, nó nằm ở trong tàn thức của mình, nó nuôi dưỡng cái tàn thức mình, tức là mình càng đau khổ. Có nhiều vị nói rằng con bình thường con không làm ác mà tại sao con cứ khổ hoài? Thì cái này quý vị trả lời sao? Nói con đâu có làm cái gì ác đâu, con cũng tu dữ lắm. mà sao con cứ khổ hoài? Là tại vì mình cũng còn nghiệp chướng. Tại vì mình có ôm những cái đó rồi mình tư niệm thực, mình đưa vào những thức ăn, những cái tư duy tiêu cực, những cái nhớ tiêu cực, cho nên mình cứ cột nó hoài, cho nên mình cứ khổ nó hoài. Gọi là tư niệm thực. Cho nên quý vị phải tư duy những cái gì nó tốt, suy nghĩ những cái gì, nhớ những cái gì tốt. Còn cái gì nó cuộc đời này nó nhiều cái rắc rối rắm lắm, thì quý vị phải bỏ đi những cái thức ăn mà không tốt, đẩy ra ngoài. Tại vì mình còn thấy cái ngã, mình còn thấy mình phải như vậy, bắt những đối phương phải như vậy với mình, phải tốt với mình. Thì đâm ra vậy những cái tư tưởng đó mình cứ khổ mãi. Mà mình khổ đâu có ai giải thoát dùm được mình, không ai cứu được mình. Cho nên cái tư niệm thực là cái mặt nổi, còn cái thứ tư là thức thực. Là nó cái mặt chìm, quý vị không thấy nhưng mà nó vẫn âm thầm trong tâm thức của quý vị. Tức là cái tư duy như thế nào, cái nhớ như thế nào thì nó chuyển thành thức thực, tức là cái nghiệp thức đó quý vị. Nó dẫn mình kiếp này và cả kiếp sau trở thành nghiệp thức. Cho nên quý vị phải đưa vào cái tư niệm thực, xúc thực như thế nào tốt, tư niệm như thế nào tốt, để cho mình có cái thức thực, trở thành cái nghiệp thức lành, để mình sanh vào cảnh giới lành. Cái này là nó dẫn con người đi đầu thai. Ví dụ những người khác trở lại kiếp này quý vị, nhiều khi về âm nhạc, nhiều khi có những người họ không cần học mà họ biết hết, là cái đó là do cái thức thực nó tái lại kiếp sau. Hoặc là quý vị chỉ cần nhiều khi mình đọc một bài kinh là mình thuộc liền. Còn nhiều vị mình đọc hoài nó không thuộc, là mình biết là mình những cái tư niệm thực, cái xúc thực mình chưa có tiếp xúc với Phật pháp nhiều. Thì cho nên quý vị mình biết mình như thế nào, mình hướng mình đi theo về con đường đó thì mình sẽ được tốt. Thì hôm nay để chia sẻ quý vị thêm cái ý là cái pháp cú này thì Đức Phật dạy mình là phải biết liễu tri trong sự ăn uống, thì con người mình sẽ trở nên thuần lương như thế nào. Còn quý vị mà ăn gì những cái động vật nhiều á, cái con người mình nó cũng như vậy đó quý vị. Tại khi những con vật khi mà bị giết á, nó mang cái tư tưởng oán thù, từ cái máu huyết cũng như thịt của nó mang cái tư tưởng oán thù, cho nên mình ăn cái đó vào nhiều, cơ thể mình cũng hầu như cũng dần dần trở thành hung dữ như thú vật vậy. Mình ăn những cái chất hiền lành thì con người mình nó sẽ hiền lành, nó có ảnh hưởng quý vị. Thì cái đó là Đức Phật phải nói là mình phải liễu tri trong việc ăn uống, thì tự tại như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Là sao các bạn? Chim mà nó bay giữa hư không thì mình đâu có tìm ra được dấu chân, tức là không có vướng bận, không có bị khổ, mình tự tại. Thì hôm nay để chia sẻ quý vị thêm cái ý, kỳ trước cô Diệu Mai có hỏi là thập bát La Hán, quý vị đi các chùa có thấy không? Các vị La Hán thì có hai cái tích quý vị, chứ không phải là một tích. Cái tích thứ nhất là nói rằng là 18 vị La Hán này là do thời từ này phát xuất từ Trung Hoa. Tức là có 18 tên cướp. Cái này không phải từ Ấn Độ mà từ Trung Hoa. 18 tên cướp này vì cướp bóc ác độc, cho nên khi họ gặp Phật pháp họ giác ngộ tu hành, cho nên chứng được quả A-la-hán. Và cho nên người mới khắc thêm 18 vị. Nhưng mà cái sự này thì nó không có rõ ràng, cho nên ít được ít có được chấp nhận. Nhưng mà theo cái huyền ký thứ hai, đó là những cái bản kinh dịch từ Ngài Huyền Trang dịch ra thành chữ Hán đó, thì cái đó là ban đầu chỉ có 16 vị thôi. 16 vị La Hán là do ở vào Ấn Độ thời Đức Phật còn tại thế. Đức Phật huyền ký cho 16 vị La Hán này phải lưu lại ở đời để gì? Để hộ trì chánh pháp, để tiếp độ chúng sanh. Thì cái tích này là được chấp nhận nhiều hơn. Tức là các 16 vị La Hán rồi sau này khi mà những người tạc tượng ở Trung Hoa vào đời nhà Thanh á, họ tạc tượng họ thấy kính quý quá, cho nên họ tự đưa vào thêm 2 vị nữa. Là theo ban đầu thì là Ngài Huyền Trang với thêm 1 vị, là đưa vào để gì? Để thành 18 vị. Chứ ban đầu huyền ký từ dịch từ Ấn Độ ra tiếng Hoa là chỉ có 16 vị thời Đức Phật, 16 vị thôi. Thì quý vị thấy các vị La Hán quý vị đến á, tại vì nếu mà học từng vị nó chi ly lắm, chỉ nói chung cho quý vị hiểu. Tức là thấy cái vị nào mà ngồi họ có cầm cái tay hình như là banh cái ngực ra, là ý là La Hán khánh hỷ, tức là vui vẻ, có nghĩa là sảng khoái vui vẻ. Còn có vị La Hán ngồi trên một con hưu, gọi là La Hán cưỡi hưu, là vị này đi truyền pháp, đi độ sanh, luôn cưỡi một con hưu để đi. Rồi có hình La Hán thì ngồi là giống như ngồi chế phục một con rồng, gọi là La Hán Hàng Long. Tức là gì? Vị này có con rồng này, nó phá lành, nó phá dân chúng, nó làm ảnh hưởng mùa màng dân chúng. Vị La Hán này đã cứu đời, đã hàng phục được con rồng này, cho nên gọi là La Hán Hàng Long. Cho nên mình học tiểu sử kỹ thì nó rất là dài, nhưng mà mình biết sơ cái ý để mình khi mình đến chùa mình thấy cái vị này là mình hiểu ngay cái ý là như vậy. Còn có vị là cầm cái bình bát, gọi là La Hán cử bát, là đưa bình bát đưa lên cao. Vị này có một cách là đi khất thực, là chuyên đưa bình bát lên trời, cho nên gọi là La Hán cử bát. Cái ý là như vậy thôi, nó rất là dễ. Tại vì cái... rồi có vị thì ngồi thiền tọa, gọi là La Hán cử tọa, ngồi thiền tọa là chuyên những cái hạnh đó. Rồi La Hán quá giang, tức là vị này đi hoằng pháp, chuyên đi bằng sông, đi qua sông, cho nên gọi La Hán quá giang. Giang là sông, là đi qua sông đó. Thì tất cả những vị này mình hiểu chung cái ý là từ thời Đức Phật còn tại thế ở Ấn Độ, và Đức Phật huyền ký những vị này ở lại cuộc đời này để hóa độ chúng sanh, để hộ trì chánh pháp. Sau khi mãn cuộc đời này, mãn và hội Long Hoa và Đức Phật Di Lặc trở lại, thì các vị này mới nhập niết bàn. Thay vì các vị La Hán là thường á, họ chứng quả, họ an vui cảnh niết bàn, vẫn có đầy đủ tam minh lục thông. Nghe quý vị, La Hán đã chứng rồi thì đầy đủ tam minh lục thông, nhưng Đức Phật huyền ký các vị ở lại cuộc đời để hóa độ chúng sanh, hộ trì chánh pháp. Được quý vị, còn ai thắc mắc gì không? Dạ thưa cô, như cô nói là đó là tiêu biểu cho 18 vị A La Hán, nhưng mà thật ra là 500 La Hán là như thế nào? Cái 500 con số đó hầu như quý vị thấy trong kinh, nó hầu như là có vị Ca Diếp, ngày gì mà Maha Ca Diếp cũng dẫn 500 đệ tử, rồi nhiều khi Đức Phật đi đâu cũng dẫn 500 tỳ kheo, rồi 500 vị A La Hán. Đó là một con số tượng trưng thôi quý vị, chứ không phải là quy định cái con số 500. Tại vì khi mà dịch kinh nói nhiều không đếm được, thì dùng cái số 500 là một con số tượng trưng thôi. Giống như mình đọc là hằng hà sa số chư Phật, là hằng hà sa phiền não đó, là cũng vậy. Tại vì nó nhiều mình không đếm được, cho nên đưa ra một cái danh từ tượng trưng để mình cho mình hiểu thôi. Nhưng mà cái La Hán thì trong kinh để dịch ra từ Ngài Huyền Trang dịch thì chỉ có 16 vị. Nhưng mà sau này người tạc tượng, không muốn nói rõ người nào, mà những vị tạc tượng họ kính quý, họ mới đặt thêm 2 tượng nữa, thành 18. Dạ, ai vậy? Ở trong kinh Địa Tạng đó thì có nói là mình quy y với Ngài Địa Tạng. Thì cái đó con không hiểu là tại vì con không quy y rồi, mà bây giờ nếu mình muốn quy y với Ngài Địa Tạng thì như thế nào? Thưa quý vị, ý nhiều khi mình nói ủa mình đã quy y này là gì quý vị? Là trở về nương tựa ba ngôi báu là Phật, Pháp, Tăng. Thì quý vị đã quy y rồi thì mình hướng về Ngài Địa Tạng, mình hướng về Ngài cũng là một trong ba ngôi báu rồi. Chứ không phải là nói mình giờ mình đã quy y rồi mà mình không quy y Ngài Địa Tạng nữa thì không được Ngài tiếp độ, không phải. Mình chỉ hướng về Ngài, mình cung kính đảnh lễ, đó cũng là quy y rồi. Mình hướng về nương tựa, mình tôn, ví dụ mình thích, mình cảm thấy mình có duyên với Ngài Địa Tạng hơn là Bồ Tát Quan Âm, mình hướng về Ngài cung kính đảnh lễ, thờ, cầu nguyện, đọc kinh, trì niệm, thì cái đó cũng là quy y, hướng về nương tựa. Không phải là quý vị phải làm lễ quy y lại Ngài Địa Tạng, không phải, hoặc là nói quy y vị này mà không quy y vị kia. Cái người đại diện truyền giới cho quý vị chỉ là người đại diện thôi, một trong ba ngôi báu tam bảo. Quy y là quy y tam bảo, chứ không phải quy y riêng vị này mà không quy y vị kia. Rồi quý vị còn ai thắc mắc nữa? Còn ý nữa quý vị muốn giải thích luôn không, hay là để kỳ tới? Để giải thích quý vị cái câu luôn là cái trước mà cô Quảng Thanh có hỏi đó, án mani bát di hồng á, là cái từ án nghĩa là quy mạng. Còn mani là ngọc, ngọc như ý. Cái ngọc này là tượng trưng cho gì quý vị? Là phương tiện để phương tiện để chúng ta tiến đến quả vị giải thoát, phương tiện tu tập. Rồi cái bách mê tức là trong hoa sen, bên trong của hoa sen. Còn hồng nghĩa là gì? Là thành tựu. Cái chữ hồng nó có một nghĩa nữa, mình đúng theo âm phạn là mani bách mê hum. Cái từ hum mình dịch ra chữ của chữ Hán Việt đó là hồng, thì chữ đó là gì? Là thành tựu, tức là thành tựu tất cả những cái gì mình tu tập, mình đạt được thành tựu. Cái thứ hai là hộ pháp, tức là được chư, mình trì cái chú này, cái câu này, được chư thiên long thần hộ pháp gia hộ. Cái ý thứ ba là diệt trừ tất cả những cái nghiệp chướng. Thì cho nên cái mê mani là phương tiện, còn bên bách mê là bên trong hoa sen, là chỉ gì? Chỉ cho trí tuệ, chỉ cho bồ đề tâm. Tức là mình quy mạng cái bồ đề tâm nó ẩn chứa ở trong lòng của mình, là mỗi người đều có một cái bồ đề tâm. Khi cái bồ đề tâm nó giác ngộ hoàn toàn thì được thành Phật, được thành tựu. Cho nên cái chữ hum cuối cùng là thành tựu. Thì cái chú này là do Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm nói ra, để gì? Đem cái lòng từ để hóa độ tất cả chúng sanh hướng về tu tập, đạt được diệt trừ, dùng phương tiện, dùng cái ngọc mani. Quý vị thấy cái ngọc là sao? Nó quý báu, là được như ý muốn của mình, là chỉ cho cái gì? Những cái phương tiện quý báu để đạt được cái thứ bên trong hoa sen là gì? Là đạt được cái bồ đề tâm, là đạt được cái trí tuệ, hết phiền não. Nên trì cái chú này là như vậy. Hồi xưa mình cứ đọc theo cái, biết quý vị cứ nói cái gì trì ma trì tà vậy đó, do truyền thuyết dân gian, cái đọc cái này là mỗi lần sợ ma là cái bấm ngón tay vậy đọc án mani bát mi hồn để diệt ma vậy đó. Đó là quý vị cứ đọc cái đó là để diệt ma diệt tà. Chữ án là quy mệnh hướng về làm sao để mình đạt được cái ẩn chứa bên trong hoa sen, ẩn chứa cái tâm bồ đề, mình được giác ngộ thành tựu. Thì thường chú là chúng ta ít có giải thích, nhưng mà mình hiểu cái ý là như vậy. Ý Bồ Tát Quan Âm nói dùng cái lòng từ đó để hóa độ chúng sanh, để làm gì? Dùng mọi phương tiện cho mọi người cái ngọc như ý, là để đạt được cái bên trong hoa sen là cái bồ đề tâm. Đạt tới đó thì mới gọi là thành tựu viên mãn, không còn khổ đau nữa, trí tuệ viên mãn. Rồi quý vị còn thắc mắc không? Khi nào cũng được. Mình cảm thấy là ví dụ mình tâm mình không an, mình muốn cho nó an, quý vị thấy mình thấy cần đọc vẫn được, chứ không phải là đọc lúc nào mới linh, còn đọc lúc khác nó không linh, nó không phải. Quan trọng là do cái tâm mình, đó là cái thần chú của chư Bồ Tát nói ra thôi. Mà quan trọng cuối cùng rốt ráo là mình phải đọc cho nhiều, mà phiền não mình không diệt là cũng không được. Cái ý đó, dùng phương tiện để đạt được cái gì? Cái đạt được cái tâm bồ đề. Mà tâm bồ đề là tâm sáng suốt, tâm giác ngộ, không còn phiền não. Cho còn quý vị cứ ngồi trì chú mà chỉ cần ai đụng tới là sân si đầy mình, thì có trì 100 bài chú thì cũng như vậy. Đó, bồ đề gai chứ không phải bồ đề tâm. Biết quý vị vừa rồi có ai nghe hạnh phúc tùy duyên không? Có được không? Có thực hành được không? Là tùy duyên để hạnh phúc đó. Thì hôm nay chúng ta học Pháp Cú thứ 91. Cái Pháp Cú này Đức Phật dạy về Ngài Đại Ca Diếp. Quý vị có từng nghe về Ngài Ca Diếp không? Quý vị có phân biệt được Ngài Đại Ca Diếp với Maha Ca Diếp không? Không à? Là quý vị biết khác hay giống? Biết khác đúng không? Đại Ca Diếp tức là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật, là tu hạnh đầu đà, tức là tu hạnh khổ hạnh, hạnh đầu đà. Ngài sư rất là đơn giản, giản dị, và Ngài tu cái hạnh khổ hạnh đó. Còn Ngài Maha Ca Diếp là khác nữa. Maha Ca Diếp là một vị tôn thờ thần lửa. Thì lúc bây giờ Đức Phật tới, cái ông mới cho rắn ra ngủ lại một đêm để độ, ông cho rắn ra định cắn Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật cảm hóa được, và cuối cùng ông theo Đức Phật luôn, dẫn 500 đệ tử theo Phật hết. Thì dùng để phân biệt khác nhau, dùng cái từ Maha, tức là vị đó ở cái vùng đó tên là Maha, cho nên đặt cái từ là Maha Ca Diếp. Cho nên Ngài Ca Diếp là khác, là vị đại đệ tử, một trong 10 đại đệ tử Đức Phật. Thì lúc bấy giờ 3 tháng ăn cư kiết hạ xong thì Đức Phật mới tuyên bố các tỳ kheo. Tại khi mà thời Đức Phật còn tại thế, một năm có an cư 3 lần, 3 tháng. Thì trong lúc an cư là không đi ra ngoài khất thực, chỉ ở một chỗ để tu và các tín chủ đem đến cúng dường. Thì khi mà mãn hạ xong thì Đức Phật mới tuyên bố các tỳ kheo là bắt đầu ngày mai chúng ta tiếp tục đi khất thực để độ sanh. Tại vì đã ăn 3 tháng rồi. Thì cái luật khi mà Đức Phật tuyên bố đi khất thực á, thì các tỳ kheo phải đi xúc lại bình bát, rồi đi nhuộm lại những cái y phục. Hồi xưa là vải hay tự nhuộm đó. Thì ai cũng nhuộm, ai cũng làm. Nhưng mà riêng Ngài Mahakayip thì tự nhiên Ngài lấy cái y mình đi giặt. Thì các vị tỳ kheo trẻ không có biết cái ý Ngài làm cái gì, cho nên tự chê bai á. Chê bai nói rằng là Ngài Kayip này dễ gì mà đi khỏi cái thành này. Tại vì ở đây là bà con cũng đông, rồi thí chủ cũng đông, họ được cúng dường nhiều, dễ gì mà đi xa để khất thực. Là sẽ ở đây thôi, thấy giặt y là biết chắc là sẽ ở đây rồi, ở cái vùng này thôi chứ không có đi đâu xa đâu. Dù có đi cũng quay về đây, không có đi đâu. Tại ý nhấn mạnh là Ngài Kayip là trọng những vị bà con thí chủ ở đây, cái vùng đang sống. Thì mà có trùng một lúc luôn. Thì khi mà sắp xếp đi khất thực, Đức Phật mới nói Ngài Kayip thôi phải trở về đi để coi tịnh xá. Chứ còn đi hết rồi á thì lỡ nhiều khi tịnh xá bị cháy, hoặc là ai tín chủ rồi tới là ai tiếp, thì kêu Ngài Kayip dẫn một số đệ tử đi trở về. Thì lúc đó các tỳ kheo trẻ còn chắc chắn hơn nữa, nói là mình đoán đúng y chang, là đi rồi cũng sẽ trở về thôi. Vì là ở đó được cúng dường nhiều cho nên vị này không đi đâu xa đâu, phải trở về thôi. Thì khi nói nghe như vậy thì Đức Phật mới kêu các tỳ kheo tới dạy. Rồi quý vị thấy cái hay là những cái bài kinh mà để lại như vậy đều có một cái nguyên do nào đó Đức Phật mới nói. Tự nhiên mình đọc vô cái câu 91 nhiều khi mình cũng biết tại sao Phật dạy. Ngài nói rằng tự sách tấn chánh niệm, không thích cư xá nào, như ngỗng trời rời ao bỏ sau mọi trú ẩn. Thì Đức Phật nói Ngài Kayip là một người đã thoát mọi ràng buộc, không bao giờ có tư tưởng chấp thí chủ, chấp chùa chiền, chấp tịnh xá, hoặc là chấp bất cứ những cái gì ở đây. Ngài đã buông xả hết rồi. Cho nên như Ngài tự sách tấn mình và luôn có chánh niệm, không thích cư xá nào, tức là không trụ mà một nơi nào cả. Như ngỗng trời rời ao bỏ sau mọi trú ẩn, là một con ngỗng trời khi mà nó xuống nó tắm xong nó làm gì quý vị? Nó bay đi thôi, nó không có vương vấn, nó không có ở lại đó đâu. Nó phải cũng cái cách ngỗng trời là nó bay đi về trời, về những cái nơi nó ở tự do, chứ ở đây có nhà mà chứa ngỗng riết nó cũng đi hết đó, vịt trời đó, đúng không? Nó ăn no xong rồi nó cũng bay đi à, nó đâu ở đâu. Cho nên là quý vị thấy là như Đức Phật dẫn dụ hình ảnh thật luôn, là như một con ngỗng trời, nó khi nó tắm xong nó rời ao đi, nó bỏ lại sau lưng cái hồ, nó không có luyến tiếc gì hết. Thì đó là người thoát mọi ràng buộc rồi, thoát buộc rằng không còn dính mắc một cái gì hết, cho nên không có vướng bận, không có dính mắc nữa. Thì cái này mới gọi là phẩm A La Hán, là những vị đã chứng quả rồi. Nhưng mà các tỳ kheo lúc bây giờ chưa chứng quả, cho nên mới mỉa mai cứ nghĩ Ngài Kayip cũng như mình thôi, cũng còn vướng bận những cái vật chất, những cái nơi ở, cho nên nghĩ rằng Ngài Kayip cũng như mình. Nhưng mà thật ra Kayip đã chứng quả, đã không còn bị vướng mắc những cái chuyện đó nữa. Cho nên mình, quý vị tu mà thấy mình còn vướng nhiều là biết mình chưa chứng được đâu. Mà mình chỉ biết mình trở chứng thôi, chứ mình chưa có chứng quả được. Mình còn vướng một cái gì đó là mình còn chưa được. Còn vướng chồng, vướng vợ, vướng con, vướng nhà, vướng xe, còn vướng mắc là không được, tức là không còn dính mắc nữa. Thì chúng ta mới bước lên con đường chứng quả được. Quý vị tập buông từ từ cho nó nhẹ nhàng. Thì cho nên là khi mà Đức Phật còn tại thế, quý vị các tỳ kheo đi khất thực á, trên đường về thấy vua, lính của vua đó bắt những cái người dân á, người thì bị xiềng xích lại bằng dây thừng, người thì bị xiềng xích lại bằng những cái dây sắt. Thì các tỳ kheo sợ quá về báo Đức Phật, nói đi dọc đường chúng con thấy cảnh đó, thấy rất là dễ sợ. Thì Đức Phật nói cái vụ trói buộc đó bằng dây, bằng xiềng xích nó không nặng bằng, nó không quan trọng bằng quý vị bị vô minh trói buộc, bị những cái tham lam, giận hờn, si mê nó trói buộc mình. Mà chẳng những vậy, chúng sanh còn vui chấp nhận những cái trói buộc đó nữa. Quý vị thấy đúng không? Đó, Đức Phật nói rất là chí lý. Nhiều khi mình thấy cái chuyện trói buộc mình về mình không có ngộ ra được. Mình chỉ biết rằng là thấy ghê quá, thấy cái bắt bớ ngoài đường thấy dễ sợ quá, mình chỉ biết vậy thôi mà mình không ngộ. Nhưng mà Đức Phật một kẻ trí, Ngài thấy cái cảnh đó, Ngài dạy Chư Tỳ Kheo liền. Cái chuyện bắt bớ đó không đáng sợ bằng bắt đó rồi có ngày thả ra thôi. Nhưng mà đáng sợ bằng cái sự vô minh nó cột mình, si mê nó cột mình. Cho nên quý vị mà cố chấp si mê những cái chuyện gì, nó cột mình lại, mình ràng buộc trong đó, mình khổ lắm. Cho nên mình phải tập xả từ từ. Đức Phật nhấn mạnh những cái ý đó để nhắc mình. Cho nên trong cuộc đời này mình học những cái gì để gì mình ứng dụng trong cuộc sống này. Để khi mà quý vị có một cái gì vướng, ví dụ quý vị giận hờn thương ghét cho ai đó, thì quý vị nghĩ rằng tội gì tự nhiên mình phải cột nó lại khổ vậy. Mình cột lại rồi mình sẽ khổ, mình ôm những cái đó mình buồn lắm, mình đâu có sung sướng gì đâu. Cho nên là phải đừng dính mắc, làm sao thoát từ từ. Mình chưa thoát hẳn một lần được, mình thoát hẳn một lần là mình chứng quả rồi. Cho nên mình phải đi từng bước một, từng cái nhỏ mà mình làm được thì mình phải làm được cái lớn. Cho nên có một cái anh này, anh hay lắm quý vị, là nghèo lắm, đi bán bình thường, bán vé số thôi, ở bên Việt Nam bán vé số để kiếm sống, mà đi chiếc xe cọc cạch thôi, một xe máy cọc cạch rất là cũ kỹ. Thì một ngày tự nhiên trúng mua được vé số, mua được cái xe tốt chạy, thì mọi người tới chúc mừng nói anh may mắn quá. Thì anh cũng vui, cũng chúc mừng cũng vui vậy. Nhưng mà thời cái bữa đó lên đi ngồi uống cà phê rồi bị ta lấy mất chiếc xe, mới được có chiếc xe mới. Thì anh này sao? Không có buồn đó quý vị, nó buồn là quý vị cũng buồn, chắc chắn là tâm lý mình buồn, cho nên mình buồn. Thì thấy anh này ngày hôm sau đi chiếc xe cũ mà anh vẫn tự tại lắm, vẫn đi uống cà phê vui vẻ bình thường. Mọi người ngạc nhiên tới hỏi: ủa sao anh hay vậy? Sao anh mất chiếc xe mới mà không thấy buồn, thấy vẫn tự tại bình thường? Cái anh mới nói rằng dạ anh mất 5.000 có buồn không? 5.000 tiền Việt thì có chưa được một đồng của mình. Mất 5.000 có buồn không? Thì mấy vị trả lời 5.000 ít có buồn chứ. Thì anh này mới nói rằng thì coi chiếc xe như 5.000 đi rồi tự nhiên mình không buồn. Quý vị thấy một người họ đời sống vật chất họ thiếu thốn mà họ sống an lạc, tại vì họ coi nhẹ những cái vật chất. Cho nên ví dụ quý vị lỡ mà bị ai gạt mất số tiền lớn, quý vị buông nó xuống là mình nhẹ liền, mình nghĩ rằng đó là chỉ là phù du thôi. Cho nên là quan trọng là cái tư tưởng mình chuyển là mình không có bị dính mắc, nó rất là an lạc. Cho nên là trong cái nhà thiền cũng có một cái dẫn chứng là dẫn dụ là quý vị rất là hay. Là nghe đồn trong đại chúng, nghe nói có một vị tỳ kheo trẻ này, thiền sinh trẻ thôi mà được chứng ngộ rồi. Thì các vị mà chưa chứng quả đó chạy tới nói: nghe nói là anh được chứng quả rồi có phải không? Thì cái vị thiền sinh thì nói đúng rồi. Thì nói vậy thì có cảm giác gì không? Có khác gì khi chưa chứng quả không? Thì tâm lý mình sẽ hay hỏi vậy đó, hỏi có khác gì không? Thì cái vị thiền sinh mà chứng ngộ rồi vị nói rằng đâu có gì khác đâu, vẫn đau khổ như thường. Là quý vị có hiểu cái ý không? Là tại sao nói như vậy? Vị thiền sinh nói có gì đâu, vẫn đau khổ như thường. Thì các vị kia thắc mắc nó: ủa gì kỳ vậy, thôi chứng chi, thôi khỏi chứng. Tại vì nó đã chứng quả rồi thì phải có cái gì khác chứ, cũng đau khổ như thường. Thì đúng ra cái ý anh này là cái vị thiền sinh này muốn nói rằng cho mọi người thấy rằng khi mà chứng ngộ rồi mình chuyển cái khổ của mình thành cái khổ của người, thành khổ của mình. Tức là sao? Cái tâm từ bi nó lớn hơn. Thấy chúng sanh còn khổ đau, còn trói buộc, còn dính mắc, còn buộc nhiều cái khổ đau, cho nên cảm thấy thương chúng sanh. Cái khổ này là thương cho chúng sanh. Hiểu một cái câu của người giải thoát, họ nói nó khác. Họ nói vậy nhưng mà cái ý nó khác. Thấy chúng sanh đau khổ nhiều quá, nhiều ràng buộc, nhiều cái dính mắc đau khổ, cho nên mới nói rằng thấy còn khổ hơn. Tức là thấy cảm thương cho chúng sanh nhiều hơn. Thấy như vậy cho nên là phải làm sao để được độ chúng sanh, để được giải thoát. Cho nên một cái tâm của một người giải thoát nó nhẹ nhàng, không có khổ. Cho nên có một câu ngạn ngữ là hay quý vị: mình có quyền yêu, nhưng làm sao để đừng đau khổ khi chia ly. Chứ mình con người mà quý vị, mình còn yêu thương, mình còn vướng mắc, mình còn dính mắc. Nhưng khi mà gặp cái những nghịch duyên gì nó đến, ví dụ không còn yêu thương nữa, thì mình vẫn tự tại với nó, là mình quý vị an lạc. Quý vị tập làm sao mà khi quý vị mất một cái gì đó mà nó quan trọng trong cuộc đời, mình cũng buồn vậy, mình phải có, nhưng mà sau đó là mình buông, tức là không còn vướng nữa, thì cái đó được giải thoát, là quý vị thoát được là bước lên một bước của quả vị đó, chứng quả trong tứ quả thanh văn đó. Chỉ còn một cái việc còn chấp vào là mình còn khổ dữ lắm. Cho nên trong kinh điển nhà Phật có nói về cái thất điên đảo. Nếu mà mình nhìn đúng 7 cái điều đó là mình sẽ được thoát. Điên đảo là gì quý vị? Tức là trái ngược lại, gọi là điên đảo mà, đảo ngược lại. Thì thứ nhất gọi là tưởng đảo. Tưởng đảo là gì quý vị? Tức là cái tư tưởng mình cho rằng con người và cuộc đời này là do Thượng Đế tạo ra, không phải do nhân quả nghiệp báo tạo ra, mà do Thượng Đế tạo ra. Cái tư tưởng mình nghĩ sai lệch, cái đó gọi là tưởng đảo. Thì do mình nghĩ do Thượng Đế tạo, cho nên là mình mới tin rằng là cái gì mình cũng dựa vào Thượng Đế, mình cứ nói cứ làm ác thoải mái, tới cầu cái hết. Mình nghĩ như vậy đó, tôi gọi là tưởng đảo. Cái thứ hai là gì? Là kiến đảo, tức là không tin nhân quả nghiệp báo. Mình cho rằng Thượng Đế tạo ra rồi cho nên đâu có nhân quả đâu, cho nên không tin nhân quả nghiệp báo, cái đó gọi là kiến đảo. Cái thứ ba là tâm đảo. Tâm là sao quý vị? Tức là vì mình thấy là Thượng Đế tạo, vì mình không tin nhân quả cho nên cái tâm mình vọng tưởng nhiều, mình chấp những cái sân giận si mê nhiều, cho nên gọi là tâm đảo. Cái thứ tư gọi là thường đảo. Thường đảo là gì? Tức là cuộc đời này là vô thường, mà mình cho là thường còn, cho nên gọi là thường đảo. Cái thứ mấy rồi? Thứ năm. Tưởng kiến, tâm, thường, lạc đảo. Tức là tự mình trói buộc về cái vui của trần gian. Mình nghĩ rằng cái vui, có được căn nhà là vui, có được cái xe là vui, có được cái người chồng, người vợ này kia, mình được những cái đó mình là vui. Nhưng mà thật ra những cái đó là nó hay thay đổi, nó không bền vững. Nhưng mình chấp vào, mình tự cột mình vào những cái vui tạm bợ đó, mình cho đó là thường còn, mình cho đó là cái vui của mình, cho nên cái đó gọi là lạc đảo. Cái thứ sáu là tịnh đảo. Là cuộc đời này nó ô trượt, nó xấu xa, nó dơ bẩn, nhưng mà mình cho đó là sạch, là trong, cho nên mình chấp vào nó, cho nên gọi là tịnh đảo. Và cái thứ bảy là ngã đảo. Là gì quý vị? Chấp vào cái ngã mình, nói là vô, cái thân mình là vô ngã, các vạn vật là vô ngã, mà mình cho đó là có thật, gọi là ngã đảo, gọi là thất điên đảo. Cái này trong kinh hay nhắc đến lắm. Thì hôm nay quý vị nghe để nhiều khi mình đọc tới cái câu đó mình cũng biết là thất điên đảo là gì. Quý vị nếu nhớ không hết thì mình chỉ hiểu cái ý vậy được rồi. Nhắc lại quý vị nhớ là tưởng, kiến, tâm, thường, lạc, tịnh, ngã. Dễ nhớ không? Hôm nay lát ra ăn tô bún ngon quá quên hết rồi. Đúng không? Cơ pháp cứu 91 là tự sách tấn chánh niệm. Là cái người mà chứng quả vậy, họ nắm giữ được cái ý rồi, làm chủ được bản tâm mình, là luôn luôn biết tự sách tấn và sống với đời sống chánh niệm. Mình sống chánh niệm thì mình sẽ không bị những cái phiền não nó lôi mình, những cái tham lam, sân giận, si mê nó lôi mình. Không thích cư xá nào, tại vì cái đó đang nói về Ngài Xá Ca Diếp, là nói là các tỳ kheo chê bai là Ngài thích ở lại đây, không có muốn đi đâu đó. Gọi là không thích sư cư xá nào, như ngỗng trời rời ao, bỏ sau mọi trú ẩn. Quý vị sống làm sao như con ngỗng trời vậy? Ông chồng mình có bay đi, kệ cho đi luôn. Ông vợ mình có bay, cho đi bay luôn. Đừng có vướng, khổ. Mình sống với mình thì mình thương hết lòng, mình sống trọn vẹn. Nhưng mà muốn bay, cho bay. Vậy là nó khỏe, nó nhẹ lòng. Mà tiền trong két sắt mà có nhiều mà lỡ vô tình nó bay thì quý vị cũng tự tại luôn, không sao hết. Mình tập như vậy là cuộc đời mình nó nhẹ lắm. Rồi mình sẽ tìm, mình cũng sống. Quan trọng là cái gì? Cái mình có được là cái sự an lạc nội tâm. Chứ còn quý vị có nhiều, quý vị cột giữ cho nhiều nhưng mà mình không có an lạc, nó cũng khổ lắm. Cho nên cái điều này mình cần ứng dụng trong cuộc sống. Mình ứng dụng rất là nhiều. Rồi quý vị có ai thắc mắc gì không? Cô, con có câu hỏi, cũng có một số có người cũng thắc mắc với con là ví dụ như những cái gì mình phước mình tạo đi, thì khi mà Theo như con nghĩ thì cũng tùy theo cái mỗi người thì cái phước của mình tạo ra, thì khi ví dụ như có một người nào đó ví dụ như cho mình một cái gì đó thì cái đó thì mình có nhiều người hiện có nghĩ là họ nhận cái đó thì người ta nói là người ta chưa được làm cái được gì nhiều mà tại sao mình thọ nhận cái đó, sợ giảm cái phước đi, thì con không biết là có như vậy có đúng không? Thưa quý vị, cái này mình đâu phải đi xin hoặc là mình đi ăn cắp ăn trộm đâu mà nó nợ, cái này là người ta đem cho mình. Thì nếu mình nghĩ cứ nhận là phước là cuối cùng không ai nhận của ai hết. Cho nên đó là một cái duyên đến thì mình cứ nhận, sau đó thì mình thấy mình biết đó là mình đang có phước. Thì nếu mà mình ở không, mình không tạo phước nữa thì mình hưởng riết nó cũng hết. Cho nên mình tu tập hơn nữa, mình sống tốt hơn nữa để mình không bị. Nếu giả dụ mình cho mình không thấy được cái đó, không biết nợ hay là bây giờ mình mới vay hay là mình mới nhận, thì mình cứ tạo phước, tự cái phước mình nó sẽ khỏa lấp lại. Tại vì trong cuộc đời này nó có cái sự qua lại với nhau, mà không lẽ cứ mọi người cứ từ chối tránh hết rồi cuối cùng ai tránh không nhận của ai hết. Tại vì nhiều khi con cũng nghĩ là mình sống như thế nào thì người ta mới đem lại cho mình. Dạ đúng rồi. Thì con nghĩ vậy, nhưng mà có nhiều người thì con nghĩ cứ nói là nợ. Dạ. Tại vì vậy là mình trước mình có học y báo, mình nói về y báo chánh báo đó. Tự người đó có cái chánh báo đầy đủ, chánh báo tốt tức là tu phước báo nhiều thì cái y báo tự nhiên nó sẽ tới. Nó khiến người này quý mến, họ sẽ đem tới họ cho. Chứ còn nếu họ ghét, họ không ưa, họ đâu có cho. Dạ đúng rồi, do ăn ở đó. Người ta không ưa lấy gì ta cho, bây giờ quý vị không thích người đó cho kêu quý vị cho cũng khó lắm. Mà tự nhiên cái người đó có cái đức, có cái phước tu, tự nhiên mình thấy mình muốn cho. Thời Đức Phật quý vị thấy đâu, Ngài đâu có, chỉ cần thấy Ngài là ai cũng muốn cúng dường hết. Tại vì cái phước báo đã đầy đủ, cái y báo nó tốt, cái chánh báo nó tốt thì y báo tự động chiêu cảm tới. Nếu mà người biết tu thì đương nhiên khi mà nhận những cái đó, họ cố gắng họ tu hơn nữa, họ làm tốt hơn nữa để gì, để mình hồi hướng lại cái chuyện tốt đó của người giúp cho mình. Còn nếu mình tự mãn á, nếu tâm mình nhận những cái đó nhiều, mình sanh tự mãn nó tôi có phước, tôi có quyền hưởng, là tự động cái phước mình sẽ giảm từ từ. Từ cái phước mà mình chuyển thành cái nợ. Khi mà hưởng mình chuyển thành cái nợ. Cho nên là ông bà mình cũng nhắc rồi, từ câu Phật đó, hưởng phước bất khả hưởng tận đó, là mình phải biết tạo thêm nữa. Cho nên cái đó không gọi là nợ quý vị. Rồi quý vị còn ai thắc mắc gì nữa không? Một thắc mắc giờ sanh ra nhiều thắc mắc rồi. Sư vậy như trong đám ma mà đi phung điếu vậy, những cái người thân nhân vậy mình mắc nợ những cái người phung điếu sao? Thì đó thì một cái cách mà thay vì mình nhận á thì mình đi cúng làm việc phước, mình đừng có lấy xài cho cá nhân mình. Dạ. Đúng rồi, mình hồi hướng. Mình lo việc chùa chiền, lo Phật pháp hoặc giúp người, nói chung mình làm bất cứ việc gì mà mình thấy có trước mắt thì mình nhận, mình dùng cái tiền đó mình làm phước. Chứ đồng quý vị nhận mà về xài cá nhân á thì cái đó thì đương nhiên, tại vì đời tự nhiên mình nhận những cái đó vô tình là không biết mình có đủ phước để nhận hay không, mà mọi người bên ngoài thì nghĩ là cái ân nghĩa qua lại cho nên họ đi. Cho nên tốt hết thì mình dùng cái đó mình bố thí cúng dường. Có nhiều vị đó cứ bỏ gỡ hết vô chùa rồi chùa làm gì làm phước đó rồi. Không sao hết. Thì đương nhiên dù mà nhận những cái đó làm sao lấy xài cá nhân được. Tại vì có bao nhiêu cái của mọi người bỏ vô để hồi hướng công đức thì đâu có thể dùng để xài được, mà phải làm cái việc Phật sự gì đó để hồi hướng công đức cho người mất. Dạ rồi mọi người cũng ái ngại rồi cũng phải mua hoa mua rồi bỏ hết rất là phí. Rồi giờ quý vị nghĩ ha. A Di Đà Phật.